Hello, Trúc Moto xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh mua bán của Trúc Moto. Trúc Moto số điện thoại 0932 047 956, số Zalo 0768 447 735. Trúc Moto là một kênh chuyên mua bán xe mô tô phân khối lớn và mô tô phân khối nhỏ đã qua sử dụng, đặc biệt là những dòng xe có giấy tờ hải quan chính chủ chính nhập nha mọi người nha. Theo như anh em theo dõi kênh thì chắc cũng đã biết ha. Theo dõi thì chắc cũng đã rành rồi. Trúc mua ô tô mua bán rất là rõ ràng nha mọi người nha, mua bán giao dịch giấy tờ rất là rõ ràng. Anh em ở Sài Gòn thì ghé số 237 đường Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú xem xe và giao dịch trực tiếp nha mọi người nha. Còn anh em nào ở các tỉnh xa không có điều kiện đi lại thì cứ alo chuyển cọc, em sẽ ship xe tận nơi cho tất cả mọi người. Giấy tờ thì anh em chỉ cần chụp căn cước công dân hoặc chứng minh hộ khẩu gửi vào Zalo giúp em sẽ làm giấy tờ cho tất cả mọi người gần xa nha, toàn quốc Việt Nam. Rồi, quay lại chủ đề chính ngày hôm nay, em muốn giới thiệu với tất cả mọi người một con xe của huyền thoại của nhà Honda. Con này là Honda CB400 Super 4 Revo nha mọi người nha. Một con xe phải nói là làm lên nhà tên tuổi của nhà Honda nha mọi người nha. Những con xe này anh em khó bắt gặp bán trên thị trường nha mọi người nha. Bởi điều thứ nhất là nó rất là bền, thứ hai là nó giữ giá cực kỳ tốt luôn. Giữ giá tốt nhất trong tất cả dòng xe trên thị trường nha mọi người nha. Con này là dòng CB400 Super 4 Revo. Thì những con xe này thì được anh em săn đón và ưa chuộng sử dụng rất là bền bỉ. Nó được gọi với cái tên là nồi đồng cố đá nha mọi người nha. Giữ giá cực kỳ tốt và máy móc cực kỳ trâu bò luôn. Máy của nó thì nó êm như những con xe, nếu mà bịt cái bô lại nó nổ êm như những con xe 150 hoặc 125 thôi nha mọi người nha. Nó êm rất là cực kỳ luôn. Âm thanh bô thì anh em chạy thì nó ra một cái âm thanh bô rất là hay luôn. Dòng này là dòng xe 4 máy nha mọi người nha. 4 máy y thẳng hàng, bê tông xi lanh thẳng hàng nha mọi người nha. Đó, dòng 4 máy. Dòng này tốc độ chạy rất là đã luôn nha mọi người nha. Rất là êm. Nhưng dòng này máy thì không có đối thủ êm nha mọi người nha. Nó là cực kỳ êm luôn rồi. Xí nữa em test tiếng máy cho anh em chiêm ngưỡng cái động cơ của Honda CB400 Super 4 này nó nổ êm cỡ nào ha. Con xe này đăng ký đời 2008 nha mọi người nha. Hải quan chính ngạch chính chủ. Biển số Sài Gòn. Biển số em nói nha mọi người 59A3128 em sorry nha 28144. Biển số 9 nút luôn nha mọi người nha, rất là đẹp luôn. Thì anh em nhìn CB400 Super 4 thì nhìn phát là biết ngay nha. Cái đuôi của nó ha mọi người, nó dính lên. Nó rất là khác biệt so với những các dòng xe còn lại trên thị trường. Con xe này được sản xuất và lắp ráp tại thị trường Nhật nha mọi người nha. Cho nên xe này là xe toàn là tiếng Nhật không, chứ không có cái tiếng Việt hay là tiếng gì chen vô nha mọi người. Còn tem tiết các thứ là toàn là tiếng Nhật hết. Thì con này đăng ký hải quan chính ngạch đời 2008. Hải quan chính ngạch chính chủ. Mua bán thì sang tên rút gốc thì rất là nhanh lẹ. Thì những con xe này giấy tờ hải quan chính ngạch thì đếm đến đầu ngón tay nha mọi người nha. Rất là ít xe và rất là khan hiếm xe trên thị trường. Những con xe này nó có những xe lậu rất là nhiều. Không có những con xe giấy tờ hải quan và sang tên được nhiều đâu nha mọi người nha. Kiếm một con giấy tờ hải quan chính ngạch chính chủ mua bán sang tên thì rất là cực kỳ khó. Con xe này là còn cực keng cực đẹp nha mọi người nha. Nguyên zin CB400 Super 4 Revo đời 2008. Nguyên zin, nguyên thủy nha mọi người nha. Lốc máy các thứ là còn nguyên thủy nha. Máy móc đầu nồi chưa mở. Ốc còn xanh lè nha mọi người nha. Máy móc còn nguyên zin. Chưa sơn tuốt dặm bất cứ món nào, đầu nồi chưa đụng chạm. Con này sử dụng chìa hít, chìa khóa từ nha mọi người nha, chìa hít nha. Đây, chìa hít thì anh em để ý trên cái đồng hồ của nó có chớp nha mọi người nha. Lâu lâu nó sẽ chớp. Đó, anh em thấy không? Nhận dạng chìa hít nha mọi người nha. Đồng chìa hít đây. Đó, và nó có chữ hít ở trong cái chữ chốt là có chìa hít nha mọi người. Đó, sử dụng phun xăng điện tử FI nha mọi người nha. Đó, con này đã phun xăng FI cho nên chạy rất là lợi xăng luôn. Dòng xe này thì anh em khỏi phải bàn, rất là bán chạy hàng trên thị trường Việt Nam.
Dòng xe này là xe hải quan chính ngạch nha mọi người nha. Tem bọng nhãn mác còn các thứ còn đầy đủ. Hải quan chính ngạch nó rất là giá trị nha mọi người. Kiếm những con xe hải quan còn đẹp còn keng thì không bao giờ có nhiều nha mọi người nha. Rất là ít xe trên thị trường luôn. Thì con xe này vẫn là xài bóng đèn halogen bình thường thôi nha mọi người nha. Chói đèn còn rất là sáng luôn nè anh em thấy không. Đó, phuộc của nó thì đây. Anh em thấy không, phuộc rất là bự luôn. Nhún rất là êm. Hai đĩa trước nha mọi người nha. Hai đĩa trước, hai cụm heo dầu hai bên. Nói chung nhìn rất là hầm hố luôn. Con xe này nhìn rất là hầm hố nhưng mà chạy rất là nhẹ nha mọi người nha. Con xe này cực kỳ nhẹ luôn, chứ không phải như những con CB 1001 rất là nặng và rất là to đồ sộ nha mọi người nha. Con xe này chiều cao yên cũng rất là thấp, chỉ có 750 cm thôi nha mọi người nha. Rất là hợp lý cho những anh có chiều cao khiêm tốn trời trên Việt Nam mình luôn nha mọi người nha. Đây bô zin, phuộc zin, lóc zin, nói chung là con xe zin tắc tăng tắc nha mọi người nha. Biển số khá là đẹp luôn, 9 nút. Vỏ lớp còn dày cua nha mọi người, vỏ Michelin nha. Đây, Michelin. Đây, mâm niền đĩa thì là còn heo dầu nguyên sỉ hết nha mọi người nha. Gấp là còn nguyên zin. Em quay một vòng chi tiết nha mọi người nha. Thì con xe này em giới thiệu hơi lâu một tí, mấy anh thông cảm xem hết video giúp em ha. Đây phuộc zin nha mọi người nha. Gấp gấp này, gấp sâu nè. Đó, còn rất là đẹp luôn nha mọi người. Này là gấp nhôm nguyên khối nha mọi người nha. Rất là tuyệt vời luôn. Thì anh em đã đam mê dòng Super 4 này thì chắc cũng đã rành về những cái dòng xe này rồi. Máy nó cực kỳ đã luôn. Chạy rất là đã nha mọi người nha. Mà đặc biệt điều em thích nhất ở dòng Super 4 này là cục máy của nó nha mọi người. Máy em này thì khỏi phải bàn luôn, nó êm thì thầm mùa xuân luôn. Máy móc thì khi trịch đầu nồi chưa bụng đồng chạm nha mọi người nha. Em bao cam kết cho tất cả mọi người luôn. Đầu chưa rớt nha mọi người nha. Máy móc còn nguyên zin. Thì nó đã, dòng này máy nó đã êm đã ngon rồi mà được cái máy zin và chưa rớt đầu nữa thì anh em hiểu cái chất xe máy của nó như thế nào. Máy con này chạy thì không muốn chạy con xe nào nữa nha mọi người. Cực kỳ êm, cực kỳ đã luôn. Đồng hồ cụm đằng trước đây nha mọi người nha. Nó vẫn xài cổ điển thôi. Nó là chỉ hít là có bên này báo tốc độ, bên này báo dòng tua máy. Chỉ hít nha mọi người nha. Nói chung là rõ ràng. Đèn thì vẫn xài đèn bóng halogen bình thường nha mọi người nha. Thì CB400 này thì nó được sản xuất lần đầu tiên vào năm 1992 nha mọi người nha, với tên gọi là CB400. Và sau đó là nó có những các đời tiếp theo, đó là CB400 Revo VTEC 1. À em sorry nha, CB400 VTEC 1 và VTEC 2, VTEC 3. Và cuối cùng là VTEC 4, được gọi là xe CB400 Revo. Là VTEC Revo là VTEC 4 đó nha mọi người nha, là đời cuối cùng nha. Đó, nó có mấy dòng. Và anh em nhận biết của những cái dòng xe đời cũ và xe đời mới nó như thế nào, thì những cái con có đời chính máy thì đầu lòng máy của nó sẽ to, lốc máy nó sẽ to hơn. Và đầu lòng máy nó sẽ là 400cc nha mọi người nha. Và những con đời cao thì như con này trở lên thì đầu lòng máy nó có 399cc mới đúng là đời cao nha mọi người. Còn những con đời thấp lên đời thì anh em chỉ cần nhìn cái đầu lòng là biết ngay nha mọi người nha. Và trên giấy tờ cũng vậy, vẫn 399cc. Còn 400cc là đầu lòng, 400cc là xe lên đời nha tất cả mọi người. Đó, mọi người lưu ý giúp em ha. Con xe này hiện tại đang giá hãng đang bán xe mới là hơn 500 triệu. Giấy tờ lăn bánh tại Việt Nam mình là hơn 500 triệu nha các anh em. Đó, giá trị rất là cao. Dòng này thì anh em chạy thì không biết khi nào cho nó hư ha anh em. Máy móc rất là trầu bò luôn. Sử dụng cắt nước nha mọi người nha. Bốn máy sử dụng cắt nước làm mát bằng nước. Máy này nha mọi người, chưa dọn tút đánh bóng gì nha mọi người nha. Lốc máy còn riêng riêng. Toàn là chữ Nhật không nha anh em. Đó, máy của nó nha anh em nha.
máy zin nha, chưa động chạm, chưa sơn tuốt bất cứ món nào, rất là đẹp luôn. Dàn áo thì còn mới can. Thì những con xe này anh em bắt gặp ngoài đường chạy thì xe này thì chạy máy nó thì anh em khỏi cả phải cần nghe tiếng máy luôn nha anh em nha. Nhiều khi anh em nổ máy ngừng đèn xanh đèn đỏ mà máy nó đang nổ mà cứ ngỡ như là chưa nổ máy nha mọi người. Rất là êm luôn. Giấy tờ thì rõ ràng, hải quan chính ngạch chính chủ, mua bán sang tên rút gốc sang tên toàn quốc nha mọi người nha. Em lưu ý ha, xe rất là ok luôn. Đây, đồng hồ của nó thì vẫn báo ok hết nha, báo phun xăng điện tử, báo cấp pha, báo chì hít, báo nhớt, báo cắt nước và báo mo và báo red light. Báo bên này thì báo odo đã đi và tốc độ, bên này thì báo giờ xăng, báo giờ, báo xăng và báo dòng tua máy. Nói chung là tất cả đều điện tử nha mọi người nha. Thì máy móc thì đèn quên, em xin nói lại, đèn của nó thì bật chìa khóa vào lên thì nó sẽ sáng nha mọi người nha. Xe này thì nó không có con tắt tắt mở đèn chính đâu, nó cứ xe nhập thì nó cứ bật chìa khóa lên nó sẽ sáng thôi nha mọi người nha. Đó, chì hít, nhận dạng chì hít nha mọi người nha. Những chức năng trên xe đều ok hết, không thiếu món nào hết. Xe rất là đẹp luôn. Xe này là xe zin nha mọi người nha, chưa dọn tút bất cứ món nào. Nên em nhìn đánh giá ha, rất là chất lượng luôn. Dòng đặc trưng của Super 4, CB Super 4 thì máy của nó thì anh em khỏi phải bàn. Đây đây, em test máy liền cho tất cả các anh xem ha. Và báo giá cho tất cả mọi người cùng biết. Anh em nào yêu thích em những dòng này, dòng Super 4 này thì nhanh liên hệ với em nha. Nhận tại những con xe này rất là hiếm xe nha anh em nha, không có nhiều đâu, năm có một con thôi. Những con xe zin và những con xe hải quan thì em mới mua nha mọi người. Còn những con xe có giấy tờ không rõ ràng và xe không đẹp thì em sẽ không thu mua nha mọi người nha. Biển số con này chính nút luôn, cực kỳ đẹp luôn. Này, mua bán ký giấy sang tên trong ngày cho tất cả mọi người trong một buổi luôn là xong nha mọi người nha. Còn anh em ở xa không có điều kiện đi lại thì em sẽ vào rút hồ sơ, rút gấp cho tất cả anh em gần xa. Rồi, một dòng chi tiết về xe ha mọi người. Đã xong, em xin test máy nha. Máy của nó thì khỏi bàn. Tiếng máy đặc trưng của Super 4 nha mọi người nha. Rất là đã luôn. Anh em nghe tiếng máy không? Âm thanh bô này là bô zin, chưa có móc, chưa có động chạm nha mọi người, cho nên nó rất là ấm, rất là trầm ấm, rất là êm. Còn anh em nào muốn chơi bô độ hay bô móc gì thì anh em về cho bô độ và bô móc vào, nó sẽ nổ y chang những con xe Z1000 nha mọi người nha, không khác gì hết. Nổ rất là hay luôn. Thì dòng 4 máy của Honda nổ rất là tuyệt vời luôn, rất là êm. Máy của nó là nồi đồng của đá, xứng danh luôn nha mọi người nha. Anh em nghe tiếng máy nè, mà đã FE phun xăng điện tử rất là lợi xăng. Rất là đã tay nha mọi người nha. Tiếng máy rất là dễ thương luôn, không có hầm hố, không có la thét quá, nhưng mà nó vẫn gây ra một cái tiếng của dòng 4 máy nó rất là hay nha mọi người nha. Dòng đặc trưng 4 máy nổ hú rất là hay luôn. Chạy thì dòng tua máy của con này chạy rất là mạnh luôn nha mọi người nha. Đây, đèn hậu xi nhan các thứ là còn nguyên thủy nha mọi người, không có bị thiếu món nào đâu nha. Đây, xi nhan trước sau báo đồ còn ok hết nha mọi người. Đó, nó có báo xăng này, báo dòng tua máy nha mọi người nha. Dòng tua máy là đúng chuẩn của nó là 1.500 nha mọi người, nhưng mà đây chỉ có 1.300, 1.200 thôi. Đây, anh em là biết cái máy chắc cỡ nào, rất là êm luôn. Xe này máy cực kỳ đã luôn anh em ơi. Anh em đi xe này thì không muốn đi xe nào nữa nha mọi người. Máy nó êm thì là dạng như số 1 luôn á. Có cái con xe nào mà máy móc mà 4 máy mà nó êm cỡ này nha mọi người.
rất là hoàn hảo luôn. Đi ra ngoài này một xíu là không nghe tiếng máy nha anh em nha. Với em, anh em vào số chạy rất là ok luôn. Anh em thấy con xe này nha, chạy rất là nhẹ nhàng luôn, rất là dễ điều khiển. Nó nhỏ gọn hơn con CB 1001 rất là nhiều nha mọi người nha. Nhẹ hơn rất là nhiều luôn. Anh này, anh nào mà anh gọi miết vậy ta? À, rồi, con xe này em bán với giá là 235 triệu nha mọi người nha. À, 235 triệu cho tất cả mọi người đam mê dòng CB 400 Super 4 này. Nguyên zin nha mọi người, 208 hải quan chính ngạch chính chủ, mua bán sang tên toàn quốc. Anh em thấy không, đèn xi nhan cũng đẹp nha mọi người. Xi nhan đèn LED Remix rất là hay luôn. Đây, cổ chén thì phuộc đầu đồ, phuộc chén rồi, còn chân cổ còn nguyên thủy nha mọi người nha, chưa đụng chạm đâu. Nói chung con này là nguyên tập luôn, nguyên bản luôn. Rồi, em bán 235 triệu nha mọi người nha. Bao ship xe tặng nơi khi nhận tiền cọc. Anh em nhận xe tại nhà và thanh toán giúp em ha. Em sẽ ship xe tặng nhà cho tất cả mọi người. Còn anh em nào ở Sài Gòn thì ghé số 237 đường Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú xem xe giúp em ha. Máy cực kỳ êm luôn anh em nghe không? Rất là đã tai. Thủ tục mua bán giấy tờ thì rất là rõ ràng rồi. Anh em nào mua bán thì cứ giao dịch trực tiếp thì ký giấy trong buổi. Còn anh em ở xa thì chỉ cần chụp căn cước công dân, chứng minh hộ khẩu gửi vào Zalo giúp em ha. Em sẽ làm giấy tờ rút gốc sang tên cho tất cả mọi người. Rồi, Trúc Mô Tô xin phép dừng video tại đây ha. Anh em nào yêu thích con này hoặc muốn hình ảnh thêm chi tiết thêm về con này thì cứ ép Zalo kết bạn nha. Em xin nhắc lại số điện thoại của em là 0932047956. Số Zalo của em là 0768447735. Anh em kết cần hình chi tiết hoặc tư vấn thêm về những dòng xe này thì thắc mắc gì, con này thắc mắc cái gì thì anh em cứ vào Zalo, ép Zalo em sẽ tư vấn thêm ha. Đèn còi đầy đủ. Rồi, anh em xem video thích kênh thì cho em một lượt like, một bình luận, ấn đăng ký kênh và chia sẻ video giúp em nha mọi người nha. Em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quý báu của mình ra để xem hết video của em ngày hôm nay. Chúc anh em có một ngày tràn đầy sức khỏe và vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha. Rồi, em xin phép dừng video tại đây. Hẹn các anh trong những video tiếp theo. Hẹn tất cả các anh sẽ mua được những con xe mình yêu thích và thỏa mãn đam mê của mọi người nha. Em xin chào tất cả mọi người. Bye bye.